Xin chào mừng anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Đức và em là Đức Hưng. Địa chỉ bên showroom em Hưng là 389 quốc lộ 13, hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Trung tâm chuyên mua bán các dòng xe Đức xin đem vào sử dụng và có cam kết cho anh chị em về chất lượng xe cũng như là có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Anh chị em nào đang có nhu cầu cần tư vấn về xe, tư vấn về ngân hàng liên hệ em Hưng nha. Bên em Hưng thì mua bán xe có cam kết cho anh chị em về chất lượng xe cũng như là cứng đụng, ngập nước, máy móc hộp số nguyên zin, xe pháp lý sang tên rõ ràng và không phản hồi. Cũng như là em Hưng hỗ trợ cho anh chị em về những cái dịch vụ liên quan xe như là bảo dưỡng, sửa chữa và bảo hiểm ha, và rút gốc sang tên. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị nha. Rồi trong clip này em Hưng sẽ giới thiệu với anh chị một mẫu xe SUV đến từ thương hiệu của Mỹ anh chị, một thương hiệu cực kỳ gọi là đẳng cấp, thương hiệu Ford. Và chiếc xe của chúng ta là mẫu xe Ford Everest phiên bản là Sport 2.0 Turbo sản xuất đời 2021 anh chị. Thời điểm chiếc xe này lăn bánh là đâu đó là khoảng là gần 1,3 tỷ. Nhưng mà hiện tại chiếc xe này giá cực kỳ mềm luôn anh chị. Em Hưng đang chào bán với giá chưa tới 900 triệu. Tức nghĩa là mới chịu đó 2 năm thôi là đã mức giá đâu đó là khoảng là 400 triệu anh chị, gần 400 triệu. Hình ra là hiện tại anh chị em nào nếu mà sở hữu mẫu xe này thì cực kỳ ngon nha. Anh chị em nào quan tâm thì cùng theo chân em Hưng đi cuối video luôn. Ok, và đây là nhân vật chính trong video clip của chúng ta hôm nay nha mọi người. Cực kỳ mạnh mẽ anh chị, một cái form dáng quá là ngầu luôn. Thì thời điểm trước cái mẫu xe này lanh quanh đâu đó 900 mấy tỷ thì rất là khó tiếp cận ha. Nhưng mà hiện tại nay giá xe quá là mềm, chưa tới 900 triệu là chúng ta sở hữu một chiếc xe đời 2021 rồi. Thì theo nhiều anh chị em là đánh giá là phiên bản là Sport này nó đẹp hơn cả mẫu Titanium ha. Mặc dù là nó có vài option ở bên trong thì nó bị cắt đi, vài option phụ trợ thôi. Mà mặt ngoài ví dụ như là mặt ga lăng được mạ đen, sơn đen toàn bộ nè, rất là đẹp luôn đấy. Và bộ đèn này đó là mẫu này đó là cuối 21 mới có mẫu này, thành ra là đèn vuông vậy ha, đèn chiếu sáng là đèn vuông đấy, cực kỳ đẹp. Nhưng mà chúng ta sẽ không có cảm biến trước như là mẫu Titanium hơn vậy ha, sẽ không cảm biến trước mẫu Titanium. Chủ xe thì cũng đã lên cho chúng ta xe chúng ta là bộ camera 360 xung quanh xe nha anh chị. Đấy, cực là xịn sò luôn. Em Hưng vừa ráp chiếc xe xong, vừa ráp cho khách xong là đâu đó khoảng hơn 10 triệu anh chị. Sử dụng màn zin nha, không có thay thế màn khác, sử dụng màn zin luôn. Đấy, cực kỳ hay luôn. Chi tiết xe ba là sóc cực kỳ lần lạc nha. Anh chị em mà xem blue clip mà thấy hợp mắt thì đến xem ở ngoài bảo đảm đẹp hơn nha anh chị, cực kỳ đã luôn. Rồi, dưới đây chúng ta sẽ có một cái la xăng hợp kim nhôm sơn ha, sơn đen tất cả luôn anh chị. Và vỏ này là vỏ rin theo xe và vỏ Goodyear. Biết rin theo xe, xe ô tô là được 51.000 km vỏ rin nha anh chị. Đấy, cái này là 41 ha. Ga vẫn rất là dày nha anh chị. Cái kích thước này là bằng luôn cả bản Titanium luôn nha anh chị nha, bằng Titanium luôn. Vậy cái là sơn đen thôi anh chị. Một Titanium sẽ là phay tĩnh điện, phay và sơn tĩnh điện nha. Con này sơn toàn bộ sơn đen. Gầm bệ cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp nha anh chị. Đấy, nếu mà anh chị em nào kỹ là có thể mình mua về mình thay phủ gầm ha, thì bên em Hưng cũng phủ gầm luôn ha. Như phủ chiếc xe này khoảng đâu đó khoảng 4 triệu rưỡi nha anh chị. Đấy, thì anh chị em nào có nhu cầu em Hưng sẽ hỗ trợ cho anh chị luôn. Phủ gầm thì gầm chúng ta nó là không phải chống đừng phủ gầm này là bảo vệ khung gầm nha anh chị, khung gầm dưới nha. Nghĩa là khi là gạch đá đồ văng lên hoặc là nước nôi nọ đi đường đó, nó không ăn vô trong chassis ha, chứ còn không có chống ồn nha chị nha, không chống ồn được mấy đâu. Đấy, đừng nghe nhiều nữa, chống phủ gầm đó là chống ồn, gầm này nó khác nha, còn sơn phủ gầm là khác. Rồi camera này đi chung với bộ camera 360 ha. Cái này là gương chiếu hậu chỉnh gập điện nè, tích hợp đèn báo rẽ ha. Mẫu Sport này thì sẽ không có cảnh báo điểm mù nha chị, sẽ không có cảnh báo điểm mù. Và chúng ta sẽ có một cái tay nắm có tích hợp là tay nắm thông minh. Viền cửa sổ thì cả bản Titanium cũng chưa có chân kính Equinox hay gì ha. Mặc dù xe này là lanh quanh đâu đó nếu mà mua bản full là bán khoảng 1,6 tỷ ha, nhưng mà cũng không có chân kính, không có Equinox luôn chị. Tại vì hãng là tập trung này là một mẫu xe thể thao ha, xe thể thao, thành ra là không cần quá cầu kỳ về những chi tiết đó. Nhưng mà chúng ta có thể nâng cấp lên cho xe chúng ta ha, cho đẹp hơn. Đèn hậu được trang bị là đèn led định vị tích hợp hàng halogen, báo phanh báo rẽ nha. Và phía sau được trang bị là có 4 cảm biến lùi.
Và ở phiên bản Sport này sẽ được trang bị là cơ bản là cúp điện luôn chị nha. Camera lùi nè, cúp điện nha. Cúp điện này thì chắc chắn là sẽ có hỗ trợ đắt cốp nha anh chị. Sẽ có hỗ trợ cho anh chị chức năng đắt cốp luôn. Còn mình cắt đi đâu. Đây. Những xe em không bán ra thì sẽ dán tem bảo hành cho anh chị ha. Dán tem bảo hành cho anh chị. Đấy. À, cam kết cho anh chị em về cứng đụng ha, cứng đụng ngập nước này. Cứng đụng ngập nước xung chỉ đồ nguyên zin ha. Bao anh chị chết tới thẳng luôn, thoải mái không đề gì cả nha. Đấy, rồi ở phiên bản Sport đó thì nó sẽ không có hai cái gập ghế điện ha, như bản Titanium anh chị, đó là một cái cắt trong cái mẫu này, phiên bản này ha. Còn lại cũng em thấy rất là ok, nếu mà tầm tiền đâu đó rẻ hơn khoảng 70-80 triệu mà chúng ta lấy một cái bản này cũng rất là được anh chị. Không cần quá là đầy đủ option ha. Vì option đó thì nó thêm thắt vô chứ nó cũng không quá là cần thiết luôn. Đá cớp vẫn có nha anh chị, vẫn còn đá cớp nha. Đấy, đây là một điểm hay. Phiên bản bàn này nhìn thì khá là rất là mạnh mẽ nha. Trần nỉ zin theo xe nè anh chị, trần nỉ zin ha. Để phiên bản Titanium trần nỉ đen nó sạch sẽ hơn, nhìn nó thể thao và nó có vẻ là ấm cúng ha. Còn nỉ này thì nhìn sáng xe ha. Nhưng mà phải đi kỹ xíu ha, vì vẫn có chế độ là chống ồn chủ động chị ha, chống ồn chủ động hỗ trợ cho anh chị em là chạy xe này nước là đậm và rất là êm luôn. Máy dầu mặc dù là máy dầu nhưng mà ngồi trong xe thì nổ rất là êm nha, như máy xăng vậy anh chị. 2.0 turbo rất là khỏe ha. À, lót sàn thì đã lên lót sàn Simili rồi ha, đã lên lót sàn Simili cho chúng ta luôn rồi. Đấy chị xem ha, nó hấp cực kỳ đẹp. Ở phiên bản Titanium, phiên bản Sport này thì cũng đây cái phụ nè anh chị, cái phanh phụ ha. Đây. Rất là mới luôn nha, hơi nhăn chút xíu này thôi. Chứ còn lại là quá mới luôn, căng đét luôn anh chị. Và ghế phụ này thì sẽ là chỉ có chưa lên chưa xuống thôi, không có ngã lưng nha anh chị nha. Không, có ngã lưng. Có ngã lưng nha, nhưng mà không có bưng lên bưng xuống nha anh chị. Rồi. Như đây nữa này, như đây thì sẽ là ở phiên bản Titanium thì nó sẽ có hoa văn giống như là carbon ha, còn này nó là màu xanh, nó xanh thường anh chị. Nó màu xanh thường thôi. Rồi. Ok, thì nội thất thì thiết kế nó vẫn vậy nha, vẫn thiết kế thì vẫn thế thôi, không có khác biệt quá nhiều. Chỉ cắt đi vài caption thôi, giá thì rẻ hơn rất là nhiều ha. Đăng kiểm mình đồng dài như tháng 9 2025 luôn. Đấy. Em đèn led quá là đẹp ha. Mở cửa ra tự động đèn led tự động sáng nha. Đèn này thì đèn chiếu sáng của nó là bi led nha, siêu sáng anh chị, siêu cực kỳ sáng luôn. Anh chị mua xe về không cần nâng cấp đèn chiếu sáng nha, thích thì lên bộ bi gầm thôi. Đấy. Rồi. Bề tắp bi ở cửa ha, cái chỗ này rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Có ghế tài nữa, đạo auto này. Ghế tài thì cũng là ghế chính điện nha anh chị nha. Ghế tài chính điện thì không khác gì ghế của Titanium ha. Cũng chỉ có vậy thôi. Này, đấy. Có đèn là đèn auto nè và mở cốp điện anh chị. Đó thấy được rồi. Quá là đầy đủ rồi. Mà giá thì chỉ ngang với lại một chiếc xe Titanium đời 2019 thôi. Bằng bản Titanium đời 2019 thôi, mà chúng ta có được bản chúng ta bạn chọn bản Sport chúng ta sẽ là đời 2021 luôn. Đây. Odo là 52.000 km nha anh chị em. Odo là 52.000 km. Còn đổ động cho ngồi xem cho dễ. Xe thì có đèn tự động nè, gạt mưa tự động ha, vô lăng trợ lực điện rất là nhẹ nha anh chị. Giật điện nè, một món tay quay dù dèo và dèo luôn đấy, nhưng mà khi chạy thì lại rất là đầm nha. Có rule control nè, có nghe thoại rảnh tay tăng giảm âm lượng. Rồi, chúng ta sẽ có bên cạnh đó là có chiếc đèn chiếu hậu là chống cháy điện luôn nha. Cái này rất là hay anh chị. Hôm qua em đi Long An, em lấy chiếc morning của công ty, xe công vụ công ty đi. Đi về tối á, mấy cái xe sau cái morning nó thấp quá, cái đèn sau của mấy cái xe cao nó chiếu vô cái là chiếu thẳng ngay mặt mình luôn chị. Em phải bật cái kia xuống để nó chuyển qua chế độ chống chói thì không thấy gì cả luôn. Nhưng mà những cái này mà rất là hay ha. Những cái này rất là hay, ok luôn đó. Rồi, màn hình ha, màn hình cảm ứng nè, có hỗ trợ là Apple CarPlay và Android Auto ha. Thì anh chị ra lệnh giọng nói đồ luôn. Thì anh chị em có thể là giữ nguyên màn này nha, không cần phải thay, mua một cái cục Android Box. Em Hưng cũng có hỗ trợ anh bán luôn. Anh cục Android Box ha, gắm vào đây là anh chị có thể là sử dụng như là màn Android, mặc dù vẫn giữ nguyên màn zin nha, không làm mất zin xe chúng ta, sử dụng màn Android. Là sử dụng là có YouTube rồi ra lệnh giọng nói, việc map những đường đủ hết luôn ha. Rồi xu hướng bây giờ là sử dụng là Android Box hết anh chị. Mấy cái màn hình mềm mới bây giờ là có hỗ trợ cả, có điều hòa hai vùng ha, điều hòa hai vùng cực kỳ lạnh luôn chị, vừa nổ máy là lạnh liền,
Dưới này chúng ta sẽ có là tắt mở cân bằng điện tử, chỉ đơn giản thế thôi, giống như phiên bản titanium một cầu. Đây là chế độ chạy bán tự động ha, chế độ chạy bán tự động này. Vì xem là sừng sụ gia cốc đồ nha, rất là đẹp. Đấy, vô lăng cửa số này chị. Em Hương vừa gắn quay chi tiết cho anh chị cùng xem ha. Tại vì xe thật sự xem cái xe qua sử dụng á, nó tùy thuộc vào chiếc xe nên chi tiết là có da quẹt hay không, rồi chạy Udit, Udit hay Udo nhiều. Đấy ha. Udo thì nó cũng là một phần thôi. Quan trọng là cái chiếc xe vậy ha. Túi khí thì cũng trang bị đầy đủ là có 6 túi khí cho mình luôn. Và loa của dòng xe này thì một loại loa, dòng loa gọi là dòng loa thương hiệu Ford chị, tại vì của hãng chứ nó không có thương hiệu gì hết, nhưng mà nghe cực kỳ đầm ấm. Anh chị em nào mà đã trải nghiệm qua dòng Ford một view chắc đó, loa rất là hay luôn nha. Ok, bây giờ mình cùng ra ngoài tham quan cái khoang máy đi. Ok, và đây là khoang máy chúng ta nha anh chị em. Còn thì cam kết cho anh chị em là về cứng đụng ngập nước ha, thì xe những xe không bán ra thì sẽ có là dán tem bảo hành của công ty đây anh chị ha. Ốc mát rồi, hãng quay chi tiết cho anh chị cùng xem này. Đấy. Xe chắc chắn là sẽ có sơn xi chút đỉnh ha, thì cản trước cản sau là chuyện quá là bình thường đi. Quan trọng là chiếc xe rất là đẹp, anh nhìn tổng thể nó đẹp là được anh chị. Còn về cúng đụng vào khung sườn, ảnh hưởng đến khung sườn, khung gầm đồ là tuyệt nhiên là không có nha. Và xe em hơn ba chị em có thể là mang ra hãng kiểm tra chết test thoải mái không vấn đề gì cả nha. Chết test hãng thoải mái hoặc là ra ra ngoài cũng được, không vấn đề gì cả. Rồi thì anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ em Hưng ha, thì muốn chạy thử đồ thoải mái không sao cả nha. Và trước khi giao xe em Hưng cũng sẽ là bảo dưỡng thay nhớt lượt cho anh chị nha. Rồi và xe này thì em Hưng bảo hành cho anh chị là 6 tháng 10.000 km cũng như là chiếc xe này còn bảo hành chính hãng tới 2024. Rồi ok. Ok, và em Hưng xin nhắc lại là hiện tại bên Hưng chào giá mẫu xe này chưa tới 900 triệu và cụ thể là một số rất là đẹp 888 triệu nha. Và có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá, thì anh chị em chuẩn bị đâu đó cho tầm khoảng là 350 triệu là có thể lấy được xe. Và em Hưng hỗ trợ trả góp 63 tỉnh thành với một điều kiện là anh chị em cam kết em Hưng là không nợ xấu nha. Ok, nó chỉ đơn giản đấy thôi. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em Hưng. Và đừng quên cho em Hưng được một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe mới về bên em Hưng nha. Mà có thắc mắc gì cứ liên hệ số hotline bên dưới, mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.